Điểm tin tối ngày 27 tháng 2 năm 2024. Xe khách tông xe tải trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hai người tử vong. Một ô tô khách chở hơn 40 người đã tông trực diện đuôi xe tải đang dừng đổ trên cao tốc khiến tài xế cùng phụ xe tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2 giờ 30 ngày 27 tháng 2. Xe khách dừng nằm biển số tỉnh Đắk Lắk do Phạm Hồng Hải, 32 tuổi, ngụ huyện An Lão, tỉnh Bình Định cầm lái, lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm theo hướng Bắc Nam. Khi đến đoạn km 45 thì xảy ra va chạm với ô tô tải biển số Thừa Thiên Huế đang gặp sự cố dừng đỗ ở làn đường sắt giải phân cách cứng cùng chiều. Tài xế ô tô tải có đặt cảnh báo và cử hai phụ xe đứng cảnh giới phía sau. Cú tông mạnh khiến tài xế Hải và phụ xe khách giường nằm Đỗ Minh Phụng, 29 tuổi, ngụ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, tử vong tại chỗ. Hơn 40 hành khách trên xe giường nằm đã thoát ra ngoài an toàn. Một số người chỉ bị xe sát nhẹ. Tại hiện trường, phần đầu xe khách biến dạng, dính chặt vào đuôi xe tải. Công an thành phố Cam Ranh đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với C08 Bộ Công an điều tra nguyên nhân. Tài xế ô tô đi ngược chiều, thách thức, đe dọa hành hung người đi đường. Không những đi ngược chiều, khi bị xe ô tô đúng chiều chặn đầu, tài xế ô tô con nhảy xuống với thái độ hung hăng, thậm chí thách thức đe dọa đâm đối phương. Theo nội dung đoạn clip, một xe ô tô trong quá trình di chuyển trên đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đấu đầu xe ô tô con mang biển kiểm soát 30F67XXX lúc này đang đi ngược chiều, xin nhan xin rẽ. Thấy chiếc ô tô con vi phạm giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh trong quá trình di chuyển, nên ô tô đi đúng chiều đã chặn đầu, kiên quyết không cho đối phương qua. Nắm được thông tin, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc xác minh, qua đó xác định lái xe là Nguyễn Văn Quy, sinh năm 1984, làm việc với cơ quan công an. Quy đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Cơ quan công an đã xử phạt lái xe với lỗi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện điều khiển, phạt tiền 5 triệu 900 nghìn đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Lái xe chạy ngược chiều trên cao tốc, tài xế xe tải bị phạt 17 triệu đồng. Ngày 27 tháng 2, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Phan Văn S, sinh năm 1975, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tài xế S bị xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng về hành vi đi ngược chiều trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Như đã thông tin, ngày 20 tháng 2, tài xế S điều khiển ô tô tải ben mang biển kiểm soát 37C11390, xe làm công trình đường gom cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đi từ nhà đến công trường. Do không biết đường nên đã đi lên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu hướng Nam Bắc. Sau khi biết đi nhầm đường, tài xế này đã quay lại và đi ngược chiều trên cao tốc để ra nút giao xuống công trường. Tài xế S thừa nhận hành vi vi phạm của mình có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông khác. Lực lượng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe của tài xế S để xử lý theo quy định của pháp luật. Nữ công nhân bị xe máy tông chấn thương khi đang quét rác trong đêm. Sáng 27 tháng 2, lãnh đạo công ty cổ phần đô thị và môi trường Đắk Lắk đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nữ công nhân Đinh Thị Quý, sinh năm 1972, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột đang cấp cứu điều trị tại bệnh viện. Theo lãnh đạo, công ty cổ phần đô thị và môi trường Đắk Lắk cho biết, trước đó vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, bà Đinh Thị Quý đang quét rác dọn vệ sinh tại khu vực cầu Trắng, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột thì bị một người phụ nữ chưa rõ danh tính chạy xe máy với tốc độ cao tông thẳng vào người. Sau cú tông, bà Đinh Thị Quý và người phụ nữ đi xe máy cùng ngã xuống đường. Lúc này, một người đàn ông đi xe máy ngược chiều phát hiện vụ việc đã chạy đến giúp đỡ hai người. Bà Đinh Thị Quý được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương sọ não. Riêng người phụ nữ đi xe máy chỉ bị xây xát nhẹ. Nam sinh lớp 10 rớt từ tầng 4 xuống sân trường nguy kịch. Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng 27 tháng 2, một nam sinh lớp 10 của nhà trường đã rơi từ tầng 4 xuống sân trường trong tình trạng nguy kịch. Theo đó, trong giờ ra chơi tiết 2, nam sinh lớp 10 bất ngờ rơi từ tầng 4 của nhà trường xuống đất trong tình trạng đa chấn thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kịp thời đưa học sinh đi cấp cứu. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nhận thông tin từ trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều động xe cấp cứu cùng ekip bác sĩ đến hiện trường kịp thời sơ cứu cho học sinh và chuyển vào điều trị tại trung tâm cấp cứu của bệnh viện. Tuy nhiên, học sinh này đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Phát hiện hàng trăm viên ma túy trong một bệnh viện ở Quảng Bình. Ngày 27 tháng 2, một nguồn tin cho biết,
lực lượng công an tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành khám xét tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Thông tin ban đầu, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã tiến hành khám xét tại bệnh viện này trong tối 26 tháng 2. Số lượng tang vật chưa được công bố cụ thể. Bước đầu, phát hiện hàng trăm viên ma túy. Số ma túy được phát hiện nói trên được xác định có liên quan đến nhân viên của đơn vị chặt là có hợp đồng với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Tiếp đó, các lực lượng chức năng tiếp tục triệt phá một vụ án liên quan đến ma túy khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an đấu tranh làm rõ.